Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em Hậu đang có mặt tại là xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh nha quý anh chị. Đấy, và như quý anh chị thấy đó, em Hậu đang có mặt tại một cái miếng đất rất là đẹp, ba mặt tiền đường luôn nha quý anh chị. Và cái mặt tiền đường mà em Hậu đang đứng này nè, là sẽ là nói là đi ra cái chợ Hòa Hiệp đó. Và cái con đường này kèm theo là sẽ được bọc xung quanh cái bất động sản của chúng ta đó. Và bên phía sau bên đây, như quý anh chị thấy nè, ở phía sau bên đây chúng ta sẽ có một con đường đất nữa, bên đó là đường đá đỏ luôn nha quý anh chị, chứ không phải là đường đất đó. Và thì tính ra là chúng ta sẽ có một cái bất động sản ba mặt tiền đường, hai mặt tiền đường nhựa và một mặt tiền đường đất. Thì cái mặt tiền đường nhựa này nè quý anh chị, đây như quý anh chị thấy nè, cái mặt tiền đường nhựa này chúng ta sẽ có khoảng là 320 mét mặt tiền đường nhựa này đó. Cái hướng này là chúng ta sẽ đi ra chợ Hòa Hiệp nè quý anh chị. Đấy, 320 mét mặt tiền đường nhựa này, kèm theo cái mặt tiền đường nhựa bên đây thì chúng ta sẽ có 200 mét mặt tiền đường nhựa bên đây luôn nha quý anh chị. Đó, quý anh chị thấy hấp dẫn không ạ? 200 mét mặt tiền đường nhựa bên đây đó. Và cái đường phía sau á, cái đường đá đỏ phía sau một tí xíu nữa em Hậu sẽ mời quý cô chú anh chị mình đi đến đó để xem, thì chúng ta sẽ có hơn 300 mét mặt tiền, thì vị chi tổng á, là chúng ta sẽ có hơn 800 mét mặt tiền đường nha quý anh chị. Và tổng diện tích cái bất động sản này á là 7,1 mẫu nha quý anh chị, là tương ứng á, là 71.000 mét vuông đó. Một diện tích cực kỳ lý tưởng. Và đất như quý anh chị thấy á, ở đây là đất là cao ráo nè, không có bị ngập nước. Và đất này chúng ta có thể là trồng các loại cây đều rất là tuyệt vời nha quý anh chị. Và điều đặc biệt nữa đó là cái đất này có cái mã là CLN là cây lâu năm á. Đó là mình quý cô chú anh chị ở Sài Gòn hay là ở những tỉnh khác, mình mua những cái bất động sản mà có cái mã là các cây lâu năm á thì rất là dễ khỏi phải đi xác nhận như những sản phẩm bất động sản mà là có cái mã là đất lúa rồi nha quý anh chị. Đó. Thì ở đây là như quý anh chị thấy á, thì rất là thuận tiện để mà chúng ta có thể là mở nhà xưởng nè đó, rồi lập vườn nè đấy. Thì và cái đường á, đặc biệt á, là cái đường ở đây là cái đường nhựa nha quý anh chị. Đó thì đường nhựa thì chúng ta cũng có thể là mình nhà có nhiều anh em á thì mình chia nhau mỗi người vài chục mét vẫn được, không sao hết trơn nha quý anh chị. Đó vì chúng ta ở đây tới là mấy trăm mét luôn mà, 800 mét luôn nha quý anh chị. Đó thì với cái diện tích như vậy đó thì theo anh chị cái giá nó thế nào đó là một cái giá cực kỳ hấp dẫn luôn nha quý anh chị. Đấy thì sau đây em Hậu xin mời quý cô chú anh chị theo chân em Hậu mình đi một vòng xung quanh cái bất động sản để mình coi từng cái mét đất ở đây nó như thế nào. Đó mình sẽ đi hết hai cái mặt tiền đường nhựa này và sau đó mình sẽ đi vô cái mặt tiền đường đất luôn đó. Sau đó em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị mình cái cuốn sổ đất, cái trích lục của cái bất động sản này cũng như là kế hoạch sử dụng đất của cái huyện Tân Biên cho dành cho cái bất động sản này đến năm 2030, cũng như là cái mật độ dân cư quy hoạch tổng thể ở khu vực này như thế nào nha. Xin mời quý anh chị theo chân em Hậu. Đây là kế hoạch sử dụng đất của chúng ta nha quý anh chị, của huyện Tân Biên đến năm 2030. Này chúng ta sẽ có tổng diện tích là 7 mẫu mốt, và đâu đó chúng ta sẽ có một cái mặt tiền đường nhựa nè 187 mét và 125 mét là 310 mét, và đây một cái mặt tiền đường nhựa là 220 mét nữa nè quý anh chị. Còn bên đây chúng ta sẽ có cạnh này là 190 nè, như 200 nè, rồi 60 nữa nè, rồi 31, 46. Đấy, bên đây thì chúng ta cũng có gần 300, hơn 300 mét mặt tiền đường đất bên đây nữa nha quý anh chị. Đấy, thì hiện trạng thì đất ở đây á, là đất trống
và mã là cây lâu năm. Đấy, rất là gần cái đường ở phía ngoài. Đây là đường 788B nè quý anh chị, đường Trần Dầu Cũ ha. Đấy, còn ở trên đây chúng ta sẽ là đường 785C. Đấy, gần ủy ban xã nè. Đó, như quý anh chị thấy nè, trường trung học Hòa Hiệp luôn. Đó. Thì phía ngoài từ cái vị trí bất động sản của chúng ta mình đi ra các tuyến đường lớn thì rất là gần. Đấy. Và quý anh chị nào yêu thích cái bất động sản này thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho kênh Quán Nhà Đất Thế Ninh theo số điện thoại là 0839666736 ha. Chúng ta có gần hơn 800 m mặt tiền và tổng diện tích là 7,1 mẫu và giá là 2 tỷ 700 triệu một mẫu nha quý anh chị. Thì tương ứng á, là đâu đó miếng đất này nó khoảng là 19 tỷ và diện tích nếu mà chúng ta chia theo chiều ngang á, mét tính mét đường á, thì chúng ta đâu đó là khoảng là 22 triệu một mét ngang nha quý anh chị. Và cái vị trí đất của chúng ta đó quý anh chị là bắt đầu xác định là từ cái mí hàng rào này ha. Đó là chúng ta sẽ kéo dài dài vô phía trong. Đấy, cái bờ rào này thì sẽ được kéo dài là phía sau luôn nha quý anh chị. Đó, và cái ranh mốc của chúng ta là từ đây. Chúng ta sẽ đi theo cái con đường nhựa này. Đó, cho đến khi tới cái khúc ngã ba mà hết đường nhựa luôn. Đó, và một cái mặt tiền đường nhựa này của chúng ta là 300 m mặt tiền nè quý anh chị, hơn 300 m mặt tiền đường này ha. Đó, rất là dài luôn nha quý anh chị. Thì đất này thì lúc trước là trồng cao su, do là cái anh chủ đất là ảnh mới thanh lý hết cao su rồi. Đấy, nên bây giờ chúng ta hiện tại là đang là đất trắng. Với một cái diện tích lớn và một cái mức giá như vậy thì đâu đó tính ra chúng ta chỉ có 22 triệu cho một cái mét ngang thôi nha quý anh chị. Đó, 22 triệu một mét ngang với một cái diện tích rất là lý tưởng, 71.000 mét vuông. Đó, ở đây là bắt đầu từ đây là chúng ta đi về tới ngay chỗ cái điểm xuất phát hồi nãy á, là hơn 300 mét nha quý anh chị. Đấy, và tới đây chúng ta sẽ có một cái nhà ngay góc này nè. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ được cái cạnh bên đây nữa đó sẽ là 200 m. Mà cái cạnh này không, chúng ta sẽ có một cái đường nhựa bên đây là 200 m luôn nha quý anh chị. Thì quý cô chú anh chị gần xa có nhu cầu mà ký gửi hay là muốn tìm hiểu thêm về những cái bất động sản này thì hãy kết nối Zalo với em Hậu theo số điện thoại là 0839666736 ha. Thì ở đây tới đây là chúng ta sẽ kết thúc cái mặt tiền đường nhựa bên đây của chúng ta nè quý anh chị. Đấy, thì cái cạnh này hồi nãy chúng ta là 200 m nè. Đấy. Và bên đây tiếp tục chúng ta sẽ có một cái mặt tiền đường đá đỏ với hơn 300 m mặt tiền. Đường này là được thể hiện trên giấy luôn nha quý anh chị, chứ không phải là đường tự mở như quý anh chị thấy đó. Đây là được là thảm sỏi đỏ luôn ha. Và đường này là cũng là con đường thông luôn nha, chứ không phải là đường cùng nha quý anh chị. Thì bất động sản của chúng ta là có 3 mặt tiền và 3 mặt tiền đường đều là thông thương hết, thuận tiện đi lại nha quý anh chị. Rất là rộng. Xa xa thì quý anh chị thấy bên kia là cũng có nhà dân ha. Và đường này đi vô thì cũng sẽ có nhà dân luôn nha quý anh chị. Mặt tiền này chúng ta có hơn 300 m luôn. Đường này thì ô tô xe tải đi rồi đó, thoải mái luôn. Quý cô chú anh chị nào mà ở xa thì cứ alo cho em Hậu. Số điện thoại là 0839666736. Đấy, mình đi đến chợ Hòa Hiệp đó, em họ sẽ dẫn cho quý cô chú anh chị mình đi xem cái bất động sản này ha. Đấy, như ở đây chúng ta cũng có một cái nhà dân nữa nè. Thì bất động sản của chúng ta nó sẽ tới cái mí ranh Tràm Vàng này nha quý anh chị.
đó, tới mi ranh này chúng ta sẽ kéo dài ra tới mặt kia với một diện tích rất là lý tưởng. Mặt tiền đường đỏ này trên 300 m. Và ở đây chúng ta sẽ kế bên đây là đám cao su nè, đường này là đường thông luôn nè quý anh chị. Thì sau đây em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị mình cái cuốn sổ đất cũng như là kế hoạch sử dụng đất của cái bất động sản này đến năm 2030 của Quyền Tân Biên nha quý anh chị. Nãy giờ quý cô chú anh chị mình đã xem tổng quan hết tất cả đường xá nè, sổ nè, quy hoạch nè. Đó thì em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị cái mức giá mà cái anh chủ đất á mong muốn gửi đến quý cô chú anh chị nào có duyên á. Đấy, thì với mức giá là 2 tỷ 700 triệu. Đó, thì chúng ta sẽ sở hữu được một mẫu đất với mức giá là 2 tỷ 700 triệu. Đó, thì tổng diện tích chúng ta sẽ có là 7,1 mẫu đất. Đó, 7 mẫu mốt á quý anh chị. Đó, thì mỗi một mẫu á, là giá là 2 tỷ 7 nha quý anh chị. Đó, thì quý anh chị nào mà quan tâm yêu thích cái bất động sản và đang có nhu cầu muốn sở hữu thì hãy liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0839 666 736 hoặc là 0961 555 455 để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị và có thể là gửi thêm những cái thông tin về cái bất động sản này cho quý anh chị ha. Thì cái số điện thoại của em Hậu có sử dụng Zalo là 0839 666 736, em Hậu có ghi trên cái màn hình á, thì quý cô chú anh chị mình có thể kết nối Zalo để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị một cách tốt nhất nha. Thì kênh mua bán nhà đất Tây Ninh thì chuyên mua bán, ký gửi, nhận vay video về bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Quý cô chú anh chị nào đang có nhu cầu tìm mua hoặc là muốn ký gửi bất động sản tại tỉnh Tây Ninh thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho em Hậu cũng như kênh mua bán nhà đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị một cách nhiệt tình nha. Đấy, và quý cô chú anh chị đừng quên hãy đăng ký kênh cho em Hậu cũng như kênh mua bán nhà đất Tây Ninh, một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ để giúp động tạo thêm động lực em Hậu gửi đến quý cô chú anh chị nhiều cái bất động sản mới nhất và đáng đầu tư tại thị trường tỉnh Tây Ninh, cũng như là giúp cho quý anh chị không thể bỏ qua những cái bất động sản mà mình đang tìm kiếm và có khả năng sinh lời tại thị trường tỉnh Tây Ninh nha quý anh chị. Đó, thì sau đây em Hậu sẽ đi một vòng từ cái vị trí bất động sản này đi ra ngoài đường lớn để cho quý anh chị thấy được cái lượng dân cư đường xá ở đây như thế nào nha. Xin mời quý anh chị theo chân em Hậu. Và bây giờ em Hậu xin mời quý cô chú anh chị mình xem lại cái đường xá của cái khu vực này, cái miếng đất này của ta. Đó. Sau đó em Hậu sẽ đi thẳng ra hướng về chợ Hòa Hiệp để cho quý anh chị mình xem được cái lượng dân cư ở đây như thế nào ha. Đường đá đỏ nhưng mà rất là rộng nha quý anh chị. Đường này ô tô mình đi thoải mái. Ở đây mà chúng ta mở một cái nhà xưởng hay là lập vườn làm những cái trang trại, mở trại gà nó tuyệt vời luôn nha quý anh chị, gà chạy heo. Tại vì cái diện tích và cái đường xá nó cũng rộng rãi nè. Thì em Hồng cũng xin chia sẻ lại là với tổng diện tích của cái bất động sản của chúng ta là 7,1 và có trên 800 m mặt tiền. Mặt tiền bình thường của chúng ta là hơn 500 m nha quý anh chị. Và cái giá mà anh chủ đất mong muốn gửi đến quý cô chú anh chị là 2,7 tỷ một mẫu đất. Với một cái vị trí đắc địa, mặt tiền được nhận rất cao ráo, chúng ta có thể làm rất là nhiều thứ với bất động sản này. Thì mọi chi tiết về bất động sản quý anh chị có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0839 666 736 hoặc là truy cập trong web mua bán nhà đất Tây Ninh .com để xem thêm nhiều sản phẩm của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh, hoặc là kênh đất vàng Tây Ninh .vn nha quý chị. Kênh mua bán nhà đất Tây Ninh thì chuyên mua bán, ký gửi, nhận thuê video bất động sản tại tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Quý anh chị nào đang có nhu cầu tìm mua và ký gửi bất động sản thì hãy nhấn máy gọi cho kênh mua bán nhà đất Tây Ninh theo số điện thoại là 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ cô chú anh chị mình tìm bất động sản hoặc là ký gửi bất động sản ha. Với một cái bất động sản có một cái mặt tiền rất là dài
thì chúng ta cũng có thể làm những cái khu nghỉ dưỡng hay là để dành cho quý anh chị nào đang có nhu cầu đầu tư dài hạn, thì đây cũng là một cái bất động sản khác để quan tâm những quý anh chị. Theo hướng này thì chúng ta sẽ đi về chợ Hòa Hiệp quý anh chị. Quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Quán Nhà Đất Thị Ninh. Video của kênh Quán Nhà Đất Thị Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.